Chúng ta học Phật là mong tương lai thành tựu. Nếu quý vị không dụng tâm chân thành thì quý vị sẽ không bao giờ thành tựu. Người khác dùng tâm giả dạ dội để đối xử với ta. Ta lại dùng tâm chân thành, vậy chẳng phải thiệt thòi sao? Dân bị thiệt thòi. Người xưa nói thiệt thòi là phước. Quý vị muốn có phước không? Phước là cái gì? Tức là quý vị đã đến thế giới cực lạc làm Phật rồi. Nếu quý vị không muốn làm Phật, muốn bị luân hồi, được rồi, khi họ dùng tâm dạ dối đối xử với ta, ta cũng dùng tâm dạ dối đối xử lại với họ. Vậy thì bạn vẫn còn luân hồi trong luật đạo rồi, không thoát khỏi luật đạo, nên biết thiệt thòi là phước. Người bị thiệt thòi có thể đến thế giới cực lạc, người không thiệt thòi thì tiếp tục luân hồi trong sáu nẻo. Vậy hãy suy nghĩ xem, quý vị có muốn chịu thiệt thòi không? Được thiệt thòi mới thật là vui sướng lợi dụng thì không tốt, lợi dụng thì trong lòng thường hay lo sợ, tâm hồn bất an, thiệt thòi mới tốt. cho nên học Phật phải học chịu sự thiệt thòi. Ai không học thiệt thòi thì không có cách nào học Phật được. không nên chống trái người khác họ chống trái với ta cũng được nhưng ta không nên chống trái với họ họ hủy bán ta cũng được ta không nên hủy bán lại họ họ sỉ nhục ta cũng được ta không nên sỉ nhục họ họ hãm hại ta cũng được ta không được hãm hại họ vì sao vậy vì ta là bồ tát bồ tát đâu có thể làm hại người khác chỉ có bồ tát mới có thể đến thế giới cực lạ đoạn sau nói cho nên phát tâm đại thừa trì danh niệm phật khi sắp qua đời được phật tiếp dẫn giảng sanh phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm chính là tôn chỉ của bổn kinh câu này dễ hiểu nghĩa lý bên trong rất thâm sâu phía trước đã nói qua Phía sau vẫn còn lặp lại mấy lần nữa Sự lặp lại này là có đạo lý của nó Tức là muốn gây ấn tượng sâu sắc cho chúng ta Thời thời khắc khắc thức tỉnh chúng ta Thuyết minh Những lời khai thị này vô cùng quan trọng Phát tâm Đại Thừa rất quan trọng Phát Đại Thừa Tâm chính là Phát Bồ Đề Tâm Thế nào là Bồ Đề Tâm? Những năm gần đây Chúng tôi đem Bồ Đề Tâm ở trong Kinh Luận đã nói Làm mới lại Tức là Nương vào nghĩa lý trong Kinh điển để chỉnh sửa lại viết thành 10 chữ mong mọi người dễ hiểu hơn. Thể của Bồ đề tâm bản thể chính là chân chánh. Chúng ta học Phật là mong tương lai thành tựu. Nếu quý vị không dụng tâm chân thành thì quý vị sẽ không bao giờ thành tựu. Người khác dùng tâm giả dạ dội để đối xử với ta. Ta lại dùng tâm chân thành Vậy chẳng phải thiệt thòi sao? Dân bị thiệt thòi. Người xưa nói thiệt thòi là phước. Quý vị muốn có phước không? Phước là cái gì? Tức là quý vị đã đến thế giới cực lạc làm Phật rồi. Nếu quý vị không muốn làm Phật, muốn bị luân hồi được rồi, khi họ dùng tâm dạ dối đối xử với ta, ta cũng dùng tâm dạ dối đối xử lại với họ. Vậy thì bạn vẫn còn luân hồi trong lục đạo rồi không thoát khỏi lục đạo nên biết thiệt thòi là phước người bị thiệt thòi có thể đến thế giới cực lạc người không thiệt thòi thì tiếp tục luân hồi trong sáu nẻo vậy hãy suy nghĩ xem quý vị có muốn chịu thiệt thòi không được thiệt thòi mới thật là vui sướng lợi dụng thì không tốt lợi dụng thì trong lòng thường hay lo sợ tâm hồn bất an thiệt thòi mới tốt cho nên học phật phải học chịu sự thiệt thòi ai không học thiệt thòi thì không có cách nào học phật được không nên chống trái người khác họ chống trái với ta cũng được nhưng ta không nên chống trái với họ họ hủy bán ta cũng được ta không nên hủy bán lại họ họ sỉ nhục ta cũng được ta không nên sỉ nhục họ họ hãm hại ta cũng được ta không được hãm hại họ vì sao vậy vì ta là bồ tát bồ tát đâu có thể làm hại người khác chỉ có bồ tát mới có thể đến thế giới cực lạ lợi ích của thế giới cực lạc lợi ích thứ nhất là vô lượng thọ thọ mạng của chúng ta ở thế giới này rất ngắn ngủi vô lượng thật sự chẳng phải vô lượng giả Thật vô lượng thọ Nên dùng đại thừa tâm Chân thành tâm Để đối xử với mọi người Thanh tịnh tâm Bình đẳng tâm Chảnh giác tâm Tự thọ dụng Tức là đối với chính mình Đối với người khác dùng tâm từ bi Tâm yêu thương Đối đãi người phải từ bi Nên học theo hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở nhân địa Hành Bồ Tát Đạo Thời kỳ học Phật Bị vua ca lợi cắt xẻ thân thể Bị sỉ nhục không gì bằng Vô cùng tàn khốc Vua ca lợi đưa ngài đến chỗ chết Ca lợi tức là tiếng Ấn Độ Dịch ra tiếng Trung Quốc là hung bạo Ca lợi dường Người Trung Quốc chúng ta hay nói là bạo quân Bồ Tát bị ông ta giết nhưng bồ tát một chút oán hận cũng không có à, lại còn nói với vua ca lời tương lai tôi thành phật việc đầu tiên tôi làm là đến độ ông điều này chúng ta nên học tập à, nghịch cảnh khiến phải chịu cái chết như thế cũng có thể chịu được Ngày nay người khác quỷ bán quý vị dài câu Sỉ nhục quý vị dài câu Quý vị đã chịu không nổi rồi Vậy quý vị có thể học Phật được không? Không thể được Nên nhẫn nhục Trong cái nhẫn có niềm vui Không có gì không thể nhận cho nên nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục đây là do các pháp sư thời này phiên dịch đặc biệt dùng danh từ này bởi vì người trung quốc rất coi trọng chữ nhục quý vị xem trong sách xưa thường nói sĩ khả sát bất khả nhục bị nhục không thể chịu đựng nhưng chặt đầu thì không có vấn đề gì không chấp nhận bị làm nhục người trung quốc có khuyết điểm này cho nên chữ nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục nhục có thể nhẫn thì không có gì không thể nhẫn được nhẫn nhục hoàn toàn là đối với người trung quốc mà nói gốc của danh từ này nó vốn là nhẫn nại bởi vì người xưa rất coi trọng chữ nhục cho nên dịch thành nhẫn nhục Học Phật Phải buông xả Buông xả là bố thí Chân thành buông xả siêng năng nhẫn nhục Thì quý vị dễ dàng thành tựu Buông xả không nổi Cái gì không buông xả được Danh lợi Hai thứ này không buông không được Người khác hại quý vị Hủy bán quý vị Quý vị bất năng nhẫn Như vậy làm sao thành tựu được Khi quý vị đang bước đi Trên mảnh đất Bồ Đề Đạo Một tí cũng không thể dương lên cao Vậy thì sai rồi Tu hành Tức là tu sửa những hành vi sai trái Không thể coi việc nhẫn nhục là hành vi sai trái không thể coi việc buông xả là việc làm sai lầm Đối đại với người chút từ bi Đặc biệt là đối với người hại ta Nên đối xử từ bi đặc biệt với họ Tại vì sao? Vì người hại ta sẽ có lợi ích cho ta Lợi ích gì đây Họ đến thử ta Xem công phu của ta đạt đến giai đoạn nào rồi Ta nên vui mừng Họ thật sự có lợi ích với ta Nhưng có điều tâm của họ chẳng phải là thiện tâm Họ tạo nghiệp Họ tạo nghiệp tương lai sẽ có ác báo Người giúp đỡ ta thăng hoa trên đạo lộ tu hành Nhưng tương lai sẽ chịu ác báo Ta phải xử lý thế nào đây? Dùng công đức tu hành của mình để hồi hướng cho họ. Hy vọng họ trong tương lai khi chịu quả báo hiện tiền, cái khổ họ chịu sẽ giảm nhẹ. Khi chúng ta đã thành tựu rồi, phải nâng đỡ dìu dắt họ. Để báo ân. Đây là Phật pháp, đây gọi là học Phật. Quý vị nên làm cho nên phật bồ tát việc đầu tiên là cảm ơn chính những người gây phiền phức những người gây chướng ngại khắp nơi cho ta ta bỏ qua tất cả thì mới dễ dàng thành tựu do đó trong ánh mắt của bồ tát mọi người đều là người tốt mọi việc đều là việc tốt sự thật là vậy một tí cũng chẳng giả phát tâm bồ đề có được tâm này rồi chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nhất hướng chuyên niệm dùng cái tâm này chỉ một phương hướng đó là tây phương cực lạc thế giới chuyên niệm a di đà phật ngay trong ý muốn niệm A Di Đà Phật đó Chính là đã di dân sang cực lạc thế giới rồi Chúng ta được di dân đến thế giới cực lạc Chúng ta được thân cận với Đức Phật A Di Đà Đó là vị Thầy tốt nhất Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà giới thiệu Mười phương chư Phật cũng vì chúng ta mà giới thiệu Thế giới cực lạc là hoàn cảnh tốt nhất cho việc học Phật chúng ta đến đó rồi là coi như đã thanh tự ở thế giới này thanh tự rất khó thời gian rất dài đến nơi ấy thì rất nhanh giảng sanh về thế giới cực lạc cũng như cách nói ngày nay là di dân di dân qua đó rồi thì không còn sanh tự nữa lại như câu thanh tịnh là biểu thị lý thể thực tế lý thể thực tế này chính là chân như bạn tính cũng giống như chỗ nói trong tam tự kinh của chúng ta nhân chi sơ tánh bổn thiện lý thể thực tướng là bổn thiện chữ thiện này chẳng phải thiện của thiền ác các vị nên hiểu rõ vấn đề này chữ thiện này ý nghĩa của nó là khen ngợi vì nó không có chút tơ hào nào khiếm khuyết hoàn mỹ viên mạng nó có ý nghĩa như vậy. một chút khiếm khuyết cũng không có. bất luận là nói về trí tuệ, nói về đức hạnh, hay nói về tướng hảo, bất luận nói về cái gì, nó đều hoàn toàn viên mãn. nó đều thanh tịnh bình đẳng. nó có ý nghĩa như vậy đó. từ câu thanh tịnh nảy sinh ra ba loại trang nghiêm ba loại trang nghiêm đồng nhập vào một câu thanh tịnh ba loại trang nghiêm phía trước đã nói qua rồi đây là nói về thế giới cực lạ cho nên cực lạc thế giới chúng ta phải biết rằng cực lạc thế giới chẳng phải là một quốc gia nó chỉ là một khu vực vì sao vậy vì nó không có chính phủ nó cũng chẳng phải giống như thiên đường của tôn giáo Trong thiên đường có thiên chủ Có thiên dương Nó có tổ chức chính trị Nó có bá quan gian dọ Thế giới cực lạc không có những thứ đó Cực lạc thế giới như chúng ta thấy Trong tất cả các kinh đại giới thiệu Chúng ta học nhiều năm nay cũng biết rồi Cực lạc thế giới người rất đông Nhưng chỉ có hai loại một là thầy giáo hai là học sinh do đó nó là nơi để học điều này chúng ta phải nắm bắt cho rõ chưa từng nghe nói ở thế giới cực lạc nào là quốc dương nào là thiên chủ không có chỉ nhắc đến phật a di đà phật a di đà là thầy giáo ngoài thầy giáo ra còn lại toàn là học sinh Học sinh đều có cấp bậc Có sinh viên đại học Có học sinh trung học Và học sinh tiểu học Nhưng những học sinh này không cần chia lớp Họ cùng nhau ngồi chung một lớp Thật không thể nghĩ bàn Vì vậy thế giới cực là không có tổ chức Học sinh tuy rất đông Nhưng họ rất có quy củ Họ có trật tự một cách rất tự nhiên Họ đều giữ quy củ Không có ồn ào Không cần tổ chức Vậy nên chúng ta biết Cấp bậc Bồ Tát A-la-hán đều có ở trong đó Không cần phân ban Không nói lớp này Người nào làm lớp trưởng Không có Vấn đề này Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế Đã từng biểu hiện cho chúng ta thấy rồi Chúng ta muốn học Phật Nên học với Phật Thích Ca Mâu Ni Điều này chương gia đại sư dạy cho tôi đó Quý vị mới thật sự học được mọi thứ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế Phương pháp dạy học của Ngài giống với Phật a di Đà Học sinh rất nhiều Quý vị thấy trong kinh điển đã ghi chép lại cho chúng ta biết Thường theo chúng học không rời khỏi thầy giáo Thầy giáo đi đến đâu thì học sinh đi đến đó 1.255 người Lúc nào cũng theo thầy giáo Tôi tin rằng sẽ không ít người như vậy Tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ít nhất ba 000 người Một tăng đoàn lớn như thế Nhưng không nghe nói nó có sự tổ chức Chia thành bao nhiêu lớp Người nào lớp trưởng của một bang không có Hoàn toàn là trường tư dạy học Nghiêm chỉnh một cách tự nhiên Người trình độ cao thì dìu dắt người trình độ thấp Người trình độ cao là Bồ Tát Chúng Bồ Tát Các vị này đã lấy được bằng cấp học vị Người thấp hơn một bậc là A-la-hán Thấp hơn A-la-hán Là những phàm phu chưa được khai ngộ Đây chính là chỗ chúng tôi thường giảng Phàm thánh đồng cư độ của những người đới nghiệp giảng sanh Trong phàm thánh đồng cư độ không có A-la-hán không có học vị nó tương tự như học sinh trung học và tiểu học gặp được người nào phàm thánh đồng cư độ gặp được a la hán nào thì a la hán đó sẽ dạy họ gặp được bồ tát nào thì vị bồ tát đó sẽ dạy họ đều có thể giúp đỡ họ vô cùng thân thiết giống như chị em huynh đệ vậy thế giới như vậy chúng ta không thể không biết chúng ta nên học Học với Phật Thích Ca Mâu Ni Cho nên Phật Pháp không cần có tổ chức Không giống như tôn giáo khác Tôn giáo khác có tổ chức từng bậc từng bậc Thiên Chúa Giáo và Cư Đốc Giáo Giáo hoàng Vatican là chính phủ trung ương của họ Mỗi quốc gia đều có cơ quan giám mục Người lãnh đạo của khu vực của họ Ở Trung Quốc mỗi tỉnh đều có chủ giáo giám mục địa phận Mỗi huyện cũng có giám mục Nó có tổ chức hành chính Trong Phật giáo không có Quý vị nói xem như vậy có tốt hay là không? Không tốt Nếu có thì trong lòng bạn có phân biệt có chấp trước vậy là không buông xả được nó không có quý vị nghĩ xem phật giáo khuyên chúng ta hãy đem những chướng ngại đang gồng gánh này tất cả rủi sạch trống trơn không cần tổ chức cho nên chúng ta đến thế giới cực lạc mới đúng thân phận của học sinh đến nơi đó thành phật thành phật chính là hết nghiệp sau khi hết nghiệp Quý vị không thể ở lại thế giới cực lạc nữa Mà nơi nào có duyên thì đến nơi đó Để giáo hóa chúng sanh Hết nghiệp rồi thì đi phân phát Không phải phân phát Mà ở địa phương nào có duyên với quý vị Thì tự nhiên quý vị đến nơi đó Chúng sanh có cảm thì quý vị mới có ứng Đi đến nơi đó dạy học Dạy học nhất định phải giống với Phật a di đà Cũng giống với Phật Thích Ca Mâu Ni Thanh cao biết nhường nào Tự tại biết bao nếu bạn có tổ chức Thì quý vị sẽ bị loạn tâm Có phân biệt, có chấp trước Thế là hỏng rồi Những việc quý vị làm là thể dạng pháp Không ra khỏi lục đạo luân hồi Đạo lý này không thể không hiểu Từ đó quý vị có thể thấy Đây mới là trí huệ chân thật